Xin chào mọi người á, đây là cây thọ hương nè. Sau khi mà chơi Tết xong thì rất là khỏe, giống cực kỳ mạnh luôn á. Bấm nó phần chèo dữ lắm. Thọ hương á, giống mạnh dễ nuôi á. Anh em nào mới biết chơi á, thì cứ mà thằng thọ hương này ghép chơi ta. Thọ hương với Phú Tân nào à, rất là mạnh. Đây là có cái cây bữa hổm mà nó bị khô nước nè. Cái lô này bán cho anh em lấy bo đó. Cái này thì giá, cái lô này thì giá 500.000 cây, lấy bo cũng được cỡ 50-70 cả trăm bo. Này nói chung là cái nút nụ này thì cũng non á, mở ra bông mà rất đẹp á, cánh nó thẳng đẹp đó. Theo cầu của rất nhiều anh em, những hàng cây mini á, nhỏ nhỏ gọn gọn để chúng ta nuôi lên á, thì hôm nay mình có đem về khoảng 4.000 cây á, 4.000 cây hàng mini. Thọ hương á, bông rất đẹp á, dễ nuôi lắm. Lô thọ hương á, anh em yêu cầu vừa lấy giống mà vừa chơi luôn á. Thì cái gốc thì nó cỡ ngón tay mình á, không có lo, không có lớn lắm. Này đang nằm hàng thùng C7 có, C6 có. C7 này thì mới thay vô, còn C6 thay qua thì cũng như vậy thôi ha. Này ghép được 1 năm nè. Đó. 1 năm hơn rồi ha. Đó, có đôn lại rồi. Cây thì nó ra chuẩn á. Nói chung là nó có tay cành đầu chuẩn hết, chứ không phải uống vòng vòng á, có phân chi đầu rõ ràng á. Chiều cao thì nó đâu khó, thì này hàng đôm lại á, thì nó khoảng 3 tấc thôi. Có cây thì nó cao 4 tấc á. Đây là hàng đôm chứ không phải hàng để thả. Đó, anh em có lấy bo nuôi là già lá này thì lấy bo để nuôi luôn thì nuôi luôn á. Về trồng đất đâu thích hợp á. Thì cái lô này thì ở vườn đang có là khoảng 4.000 cây á. Anh em nào tới vườn mua thì giá nó rẻ hơn chút á. Cái này thì giá bán lẻ là 130.000 đồng một cây. Mua từ 5 cây sẽ bao vận chuyển á, còn mua ít cây, 1 cây, 2 cây đó. 2 cây á thì thêm 40.000 tiền vận chuyển nữa ha. Đó. Rồi anh em mua 1 cây thì cộng thêm tiền thùng á, cái thùng hết mấy chục ngàn này, 1 cây thì 200.000 bao ship á. Còn 2 cây thì là 300.000 bao ship. Giá bán lẻ là 130.000 mua 5 cây bao ship á. Lô này nó đều đều nhau hết á, đang nằm C7, chiều cao khoảng là 3 tấc á, 3 tấc trở lên. Có cây cao 4 tấc mà nó 3 tấc là nhỏ á. Gốc thì nó cỡ ngón tay út thôi. Ghép 1 năm á, nó gần liền đầu rồi. Đây là hàng ghép già rồi á. Nó đang ra cơi nè, mỗi một bên nó ra chừng tấc nữa là cây này rất là lớn á. Xum xuê hết trơn à. Cái lô này mình đem về 4.000 cây á. Anh em nào cần số lượng lớn á thì vẫn có á. 4.000 cây cúc thọ hương này. Cây cứng cáp rồi ha. Đó. Vườn mình ở Chợ Lách Bến Tre, anh em về bấm lên Google, bấm cái tên mình á, bonsai Huỳnh Long á, có định vị trên bản đồ á. Anh em mua thì liên hệ với số điện thoại dưới góc trái màn hình á. Cúc thọ hương á. Đây, hôm nay anh em hỏi rất nhiều nè. Đấy thì đây mình giới thiệu cho anh em á. Gốc thì có quấn cục hết á, nói chung là cái nào cũng có quấn đế á, nằm dưới đây nè, cục đế nè ha, cái nào nó cũng có đế cả, quấn cục thôi á, chứ không có rồng rắn gì cả. Cục trò sau này chúng ta trồng đắp mô thì nó mới đẹp á. Cục tròn thôi. Đây sửa theo kiểu cây bài á, có gọng lắc nè, lắc chữ C rồi á. Chúng ta trồng thì trồng cho nó nghiêng nghiêng á, để sau này cái ngọn chúng ta dựng thẳng lại thì nó đẹp.
cả đều có dán ha nè. Góc nhớt mà cũng được sửa hết nè, góc nhớt vô cũng có ý hết nè, vô nghiêng hết nè. Đó, chỉnh sửa từ nhỏ nè. Đó, chung cây nào cũng vậy nha. Cây này thì nó thẳng, chúng ta trồng hơi nghiêng chút nè, để sau này trồng sửa lại cái gọng nó đẹp ha. Đó, thấy không, nghiêng nghiêng hết nè. Góc nhớt mà giống như cây bài á. Ở đây thì có hàng cây này ghép được đó đâu đó thì nó khoảng cỡ 5,5 á. Đó, cái hàng đó mà anh em trồng thêm khoảng chừng 6-7 tháng nữa là như thế này á. 6-7 tháng nữa đó, nó liền đầu á. Là có phân chi nè, chi 1 nè, chi 2 nè, chi 3 nè, chi 4 á. Đó, phân rõ ràng á. Là thành cây bài á. Trong khoảng vài tháng sau nó bắt đất được, nó rất là lẹ lớn á. Rồi, tiếp đây cho anh em xem cái cây mẫu lớn nè. Anh em có thể trồng thành cái hình này như thế này á. Đó, cây nhỏ á. Đó, chúng ta thể trồng thành cái dạng này ha. Dạng chữ C nè. Đó, uống cành á. Thân lắc chi 1 á. Chi 2 ở phía sau. Chi 3 nè. Thành cây chuẩn rất là đẹp á. Đó, chúng ta tạo tác từ nhỏ luôn. Thành hình rất là đẹp á. Đó, thì chúng ta trồng đất chăm sóc á, khoảng 4 năm sẽ được cây như thế này á. 4 năm sẽ được cây như thế này. Giống mạnh rất là dễ nuôi á. Chân sau khi mà chơi xong nè, đọt đâm rất là mạnh á. Đọt đâm phúng phúng luôn. Sau khi mà chơi xong á, bông thì đẹp á, mạnh dễ nuôi. Rồi, kết video thì mình em xem lại những cái cây này rổ bông á, như cái mẫu cho chúng ta tham khảo á. Họ hương nè, cây lớn lớn cũng giúp họ hương không á. Họ hương nè, mạnh dễ nuôi. Thọ hương nè, những cây lớn cũng thọ hương không á. Thọ hương nè. Cây tứ quý này cái thọ hương đến nay khoảng chừng 10 tháng này cũng thọ hương luôn nè. Ghép cây lớn luôn ha. Những cái phôi mà phôi già đó, chúng ta trồng có thể là ghép liền cũng được á. Nhưng mà tốt hơn thì chúng ta trồng cho nó mạnh rễ đi rồi ghép á, như thế này nè. Tay mổ cho ghép được á. Phôi lớn nè. Rồi, kết video thì mình em xem lại nha. Những cái cây thọ hương ở vườn mình nó nở hồi Tết vừa rồi nha.